Rồi, chào mừng tất cả bạn, chúng ta đã quay lại các nội dung liên quan đến tự học phần mềm kế toán Excel. Trong bài ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bạn cái phần mà tương đối quan trọng của công tác kế toán, đó là kiểm tra rà soát số liệu kế toán trước khi các bạn lập sổ sách báo cáo. Thực ra cái phần này là cái phần mà tương đối khó, đặc biệt các bạn mà các bạn mới vào nghề kế toán cái khâu này. Nhưng tuy nhiên thì ở đây trên một cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp đơn giản thì chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn các bước để các bạn có thể chủ động tự kiểm tra rà soát các số liệu của mình đúng hay sai. Là chúng ta sẽ quay lại vào cái bài cụ thể đây. Thì chúng ta nhớ toàn bộ cái dữ liệu các bạn nhập ở trên bảng nhập liệu này, toàn bộ dữ liệu ở đây sau này sẽ được làm cái nền tảng cơ sở dữ liệu để lên trên các sổ sách báo cáo. Nhưng các sai sót của bạn chủ yếu sẽ nằm ở đây. Như vậy, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để các bạn ngồi ra lại từng nghiệp vụ hay mở từng hóa đơn chứng từ được đâu. Đấy, cách thức kiểm tra rà soát như nào? Trước hết các bạn sẽ cần kiểm tra về cái phần tài khoản sử dụng, hệ thống tài khoản, định khoản nợ có bị sai sót thì không, sai sót về mặt logic nhé. Thì ở đây trên phần mềm kế toán Excel có cung cấp thêm một cái tính năng có thể cho phép bạn kiểm tra nhanh. Các bạn để kéo sang bên tay phải, chúng ta thấy có một cái nút đây kiểm tra lỗi nhập, thì bạn bấm vào đây để chương trình sẽ kiểm tra cái lỗi nhập cho các bạn. Thì tôi sẽ bấm thử kiểm tra lỗi nhập. Ok, kiểm tra đây, chương trình kiểm tra cái gì? Chương trình kiểm tra xem các cái tài khoản các bạn sử dụng ở đây này, tài khoản nợ này, tài khoản có này, có nằm trong cái hệ thống danh mục tài khoản của chế độ kế toán hay không, hay các cái tài khoản bạn mở chi tiết ngân hàng khách hàng nhà cung cấp này có nằm trong cái nhóm danh sách mà các bạn có khai báo hay không. Đấy. Thì sau khi bạn bấm nút kiểm tra xong thì chúng ta để hai cột N và cột O, bạn bấm mũi tên ở đây, nếu mà đều thấy thông báo là đã khai báo thì tức là các hệ thống tài khoản này chúng ta có nằm trong danh mục tài khoản kế toán nhé. Thế còn nếu mà chúng ta thấy nó thông báo là chưa khai báo thì các bạn phải kiểm tra lại. À đây, tôi sẽ thử cho một cái ví dụ sai chẳng hạn nhé. Đấy. Nghiệp vụ lệ phí môn bài, tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp là 6422. Ví dụ kế toán các bạn có thành là 6442. Chúng ta biết ngay cái này thì không có trong cái hệ thống tài khoản của bạn đúng không? Là chúng ta sẽ thử xem tính năng kiểm tra lỗi như nào. À, tôi bấm vào nút kiểm tra lỗi nhập. Ok. Đây, các bạn nhìn thấy ngay có một cái dòng mà đây này. Này, chưa khai báo đi rồi. À, tuy nhiên để kiểm tra nhanh thì các bạn chỉ cần bấm mũi tên lọc này này. Các bạn bỏ chọn select all đi, chúng ta chọn một cái dòng mà chưa khai báo. Đây là cái dòng mà chúng ta hệ thống tài khoản bị sai này. Đấy, ok, đây là cái dòng này, đây các bạn nhìn thấy. Tính lệ phí môn bài, tôi đang gõ tài khoản 6442. Các bạn sẽ sửa trực tiếp luôn 6422. Đấy, sau khi kiểm tra sửa xong thì các bạn kiểm tra lại lỗi nhập thôi. Đấy, chương trình sẽ kiểm tra lại các bạn. Vậy là cái chức năng này cụ thể hơn chúng ta hiểu là chương trình đã so sánh toàn bộ các hệ thống tài khoản nợ có các bạn ghi ở đây này, đối chiếu với hệ thống danh mục tài khoản này theo chế độ kế toán này, kế toán này. Lưu ý kể cả các cái mã chúng ta mở chi tiết, mà cái nào mà không giống thì chương trình sẽ báo lỗi. Nếu như bạn nào tin học thì chúng ta hiểu như một cái hàm tham chiếu đấy, để dò tìm sang có hay không có. Đấy, về kể cả những cái mã chi tiết nhé, ví dụ ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp và từ hàng hóa, bạn sai cũng sẽ báo lỗi đấy. Đây, tôi sẽ thử ví dụ như này, 1121 chúng ta đang viết như này, tôi thêm một dấu cách chẳng hạn này, một cách ra này. À, các bạn kiểm tra thử lỗi này. À, chúng ta thấy cũng có một cái lỗi này, chưa khai báo đây rồi. Tất nhiên cái lỗi này thì nếu các bạn nào áp dụng theo đúng hướng dẫn và nhập liệu thì sẽ giảm thiểu tối đa. Là chúng ta từng từ gõ nhé, các bạn gõ tài khoản gốc thôi, 1121, bấm mũi tên gợi ý đúng không? Thì chương trình nó sẽ gợi ý sang toàn bộ cái danh mục kia, thì các bạn chọn đây thôi thì cái việc này sẽ gần như không có xảy ra sai sót được nhé. Các bạn như vậy. Đấy là cái bước thứ nhất. Vậy là cách kiểm tra ở đây là kiểm tra các tài khoản các bạn đã có khai báo danh mục chưa. Chưa đây chương trình không kiểm tra là các bạn định khoản nợ có hay đúng không nữa. Ví dụ như là tính lệ phí môn bài bạn viết đây 6421 thì chương trình không thể kiểm tra được rồi. Bước thứ nhất. Bước thứ hai, sau khi bạn kiểm tra các hệ thống tài khoản cơ bản rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra ở trên một cái báo cáo, đó là bảng cân đối phát sinh tài khoản. À, các bạn về menu này, các bạn có một cái bảng. Đây nha, bạn mở cái bảng này giúp tôi này, bảng cân đối tài khoản ạ. Bảng cân đối tài khoản. Để chúng ta bấm các nút cập nhật. Thì nếu mà ở trên chương trình những cái logic cơ bản nếu bạn làm sai nó sẽ cũng theo thông báo sai đây này. Ví dụ tôi thử ngay các bạn nhìn này. Và nhập liệu 6442. Đấy, các bạn sang bên bảng cân đối tài khoản các bạn bấm cập nhật. Đấy, chương trình nó cảnh báo thông báo ngay rồi đúng không? Này, sai này. Đấy. Cố lên bạn ơi. Đó. Đây là tính logic cơ bản được nhé. Các bạn sẽ sửa lại cho đúng vào cùng.
Rồi, thế sang cái bảng cân đối phát sinh thì các bạn sẽ kiểm tra như nào? Đấy, kiểm tra như nào? Thì tại sao nó tên là bảng cân đối thì biết rồi. Tính chân cân đối ở đây là gì? Nợ có bằng nhau, vậy là các tiêu chí này. Số dư nợ đầu kỳ, số dư có đầu kỳ bằng nhau. Phát sinh trong năm thì tổng phát sinh nợ, tổng phát sinh có bằng nhau. Số dư cuối kỳ biên nợ, dư có bằng nhau. Đấy, tôi sẽ ghi qua cơ bản như này. Khi các bạn kết chuyển xong thì toàn bộ các cái nhóm tài khoản 5, 6, 7, 8, 9 là hết số dư. Đây nhé. Đây các bạn ghi nhanh lại một số này. Vậy là cách kiểm tra trên bảng cân đối tài khoản này. Thì là tổng số dư nợ, số dư có đầu kỳ bằng nhau. Đây tôi xem lại ví dụ nha. Đây, số dư đầu năm bạn di chuyển đến dòng cuối cùng thôi. Số dư cuối kỳ. Đây, tổng nợ, tổng có bằng nhau. Thì trường hợp này doanh nghiệp mới thành lập mà nhưng số dư bằng 0 đúng không? Đúng rồi. Tiêu chí thứ hai này. Tổng số phát sinh nợ bằng tổng phát sinh có. Đây các bạn bấm đây. Đây nhá, hai dòng đây. Số phát sinh trong năm này, tổng phát sinh nợ này, tổng phát sinh có này, bằng nhau rồi đúng không? Đấy. Thì nếu ở chỗ này mà lệch thì chủ yếu là do cái tài khoản bên kia các bạn chưa gõ hoặc gõ sai thôi nhé. Như cái ví dụ tôi vừa nêu đấy. Cái thứ ba, tổng số dư cuối kỳ bên nợ bên có bằng nhau. Đây các bạn kiểm tra. Đây, 1 tỷ 8, 1 tỷ 8 bằng nhau rồi đúng không? Ok. Tiếp tục này. Doanh nghiệp để làm sổ sách báo cáo thì phải làm kết chuyển, cho nên toàn bộ cái nhóm này, nhóm tài khoản, nhóm doanh thu, chi phí, kết quả, tức là nhóm tài khoản doanh thu là 57, chi phí là 68, kết quả kinh doanh nhóm 911 thì phải hết số dư cuối kỳ nhé. Nếu mà còn dư thì các bạn không thể lập được báo cáo đâu. Đây bạn kiểm tra thử xem này. Đây, tôi xem bắt đầu từ tài khoản 5. 511. Đây bạn để cột cuối cùng đấy nhá. 5 6 7 8 9. À, ở đây bài của tôi đều hết số dư rồi. Đó, đúng rồi. Còn nếu mà chưa đúng thì bạn phải kiểm tra lại các nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ nhé. Đảm bảo như vậy. Có thể chưa làm hoặc là số kết chuyển các bạn chưa đúng. Vậy. Cái nữa là gì? Các bạn sẽ kiểm tra tôi cái tính logic của các tài khoản. Chỉ kiểm tra cột số dư cuối kỳ thôi. Như chúng ta học ví dụ như là các tài khoản nhóm tiền, tiền mặt ngân hàng, nhóm hàng tồn kho, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm vân vân này thì luôn luôn dư bên nợ thôi đúng không? Và ngược lại một số các tài khoản bên nhóm nguồn vốn quỹ thì lại luôn luôn dư bên có thôi. Tính logic bạn phải kiểm tra nhé. Đây, như bạn nhìn đây, tài khoản tiền mặt dư bên nào đấy, bên nợ. Tài khoản ngân hàng dư bên nợ đấy, vân vân nhé. Hoặc ví dụ tài khoản hàng hóa đấy, dư bên nợ. Đây là đúng tính chất. Vậy nếu sau khi mà các bạn kiểm tra xong 5 cái tiêu chí này rồi đấy, số dư nợ đầu kỳ, dư có đầu kỳ bằng nhau này, tổng phát sinh nợ có bằng nhau này, số dư cuối kỳ bằng nhau này, doanh nghiệp đã kết chuyển các tài khoản nhóm 5, 6, 7, 8, 9 hết số dư rồi đấy. Các tài khoản dư cuối kỳ đúng bên này. Đấy. Thì là các bạn có thể lập được báo cáo tài chính rồi đấy. Cân, đảm bảo cân. Nhưng mà để đảm bảo mà nó số liệu chính xác nữa thì các bạn bắt buộc phải làm một khâu rà soát. Cái khâu này sẽ mất thời gian nhất này. Chúng ta phải đảm bảo số liệu vừa cân mà phải vừa gì ạ? Vừa khớp đúng nữa. À, bạn sẽ sang một cái mục số 6 đó là diện rà soát số liệu. Cái này cũng thực hiện ở trên bảng cân đối tài khoản luôn. Và cái khâu này là cái khâu mất thời gian nhất bạn nhé. Nên như chúng ta biết rồi đấy, kết thúc một cái năm tài chính thì người ta cho bạn những cả 90 ngày đúng không? Để các bạn ngồi lập báo cáo. Cho nên là kết thúc xong năm thì chúng ta phải tập trung làm báo cáo rồi rà soát số liệu để đảm bảo cho đúng nhất. Bạn cũng đừng kỳ vọng 1-2 tiếng bạn ngồi có thể rà soát được đúng ngay nhé. Nên là sai thì các bạn sẽ có rà soát. Rà soát ở đây thì nhắc luôn, bạn không thể lại mở từng nghiệp vụ này, mở từng hóa đơn chứng từ để các bạn xem đâu. Chúng ta sẽ không có đủ thời gian. Vậy cách thức rà soát thì chúng ta sẽ tập trung vào phát sinh thôi. Đây các bạn nhìn bảng đối phát sinh. Mà trên cái bảng này bạn cũng chủ yếu tập trung cho tôi ở hai cột cuối cùng. Đó là cột số dư cuối năm. Từ cột số dư này bạn có thể là kiểm tra được khá nhiều các tài khoản luôn. Là đúng sai sai. À, chúng ta sẽ làm trên ngay cái ví dụ doanh nghiệp này nhé. Ví dụ như các bạn nhìn đây, tài khoản tiền mặt các bạn có số dư đây rồi. 868 thì mặt logic dư bên nợ là đúng rồi đúng không ạ? Thì cái này các bạn muốn đúng hay sai thì chúng ta biết rồi. Ở doanh nghiệp các bạn luôn luôn có một cái vị trí là quản lý tiền, đó là thủ quỹ. Thủ quỹ họ cũng ghi chép đấy. Và thì chúng ta hãy đối chiếu cho tôi số liệu, số dư này với số liệu của thủ quỹ thông qua kiểm kê quỹ. Đã kiểm kê quỹ vào cùng. Và tuy nhiên việc này sẽ khó khăn với trường hợp mà doanh nghiệp không có quỹ hay là thậm chí không có két. Thì tương đối khó khăn. Và tài khoản này cách thức kiểm tra như vậy. Tài khoản thứ hai, tài khoản này thì dễ hơn nhiều. Nó là tài khoản tiền gửi ngân hàng. Thì các bạn biết rồi, ngân hàng thì bao giờ luôn luôn cung cấp cho các bạn các sao kê và cuối kỳ thì có sổ phụ ngân hàng. Thì các bạn hãy đối chiếu cho tôi cái số dư ngân hàng này với sổ phụ
Đây, tôi mở từ một cái sổ phụ ngân hàng cho các bạn xem. Của doanh nghiệp này chẳng hạn. Đây là sổ phụ ngân hàng được cung cấp vào đến ngày 31 tháng 12 năm 17. Thì trên cái sổ phụ này bạn quan tâm của nào? Bạn quan tâm cho tôi cái chỉ tiêu số dư cuối kỳ đây bạn nhé. Đó, như bạn nhìn thấy số dư cuối kỳ này 953 883 926. Đó, tôi sẽ phóng to lên các bạn dễ nhìn nhé. Đây, số dư sổ phụ đây bạn nhìn. Đúng chưa? 953 883 926. Đây chính là cái số dư tài khoản 112 đấy. Nhưng lưu ý khi các bạn đối chiếu này là phải với từng ngân hàng nhé, từng ngân hàng. Thì ở đây tôi cho trường hợp đơn giản là doanh nghiệp có một ngân hàng thôi, thì tôi sẽ đối chiếu luôn này. Đó, một ngân hàng thì bạn nhìn đây, 1121 số dư cuối kỳ này, đây bạn nhìn này, 953 883 926. À, vậy tôi đã nhập số liệu khớp ngân hàng rồi. Thế còn lưu ý nếu các bạn có nhiều ngân hàng thì bạn không xem ở đây, lưu ý bạn phải xem sổ ngân hàng của từng ngân hàng một đấy. Thì lúc này các bạn sẽ phải xem vào cái phần sổ ngân hàng, sổ quỹ sổ ngân hàng này. Đấy. Cái này cho phép xem từng sổ ngân hàng một, ví dụ tôi gõ 1121 An Bình ở đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, đây là số dư cuối kỳ của ngân hàng An Bình. Được chưa? 953 883 926. Đấy, vậy là khi đối chiếu ngân hàng là đối chiếu với từng ngân hàng một. Và nếu bạn sai sót thì việc còn lại của bạn là gì ạ? Đối chiếu giữa cái phát sinh của sổ phụ với đối chiếu phát sinh của chúng ta bản nhập liệu thôi, xem chúng ta đúng hay sai. Trường hợp có sai thì các bạn quay lại bên bản nhập liệu, chúng ta lại lọc riêng ở gì ạ, ở các cổ định khoản này giữ lại riêng những ngân hàng An Bình để bạn xem nhé. Đấy là cách lưu ý như vậy. Đấy là tài khoản thứ hai các bạn kiểm tra là ngân hàng. Vậy đối với riêng tài khoản ngân hàng thì rất ít khi doanh nghiệp được phép sai sót vì các bạn có sổ phụ đối chiếu rồi. Nên tài khoản thứ ba doanh nghiệp này có số dư đó là tài khoản công nợ 131 phải thu khách hàng. Thì cách kiểm tra các tài khoản công nợ như là phải thu này, phải trả này, vay nợ tạm ứng thì tương đối giống nhau thôi. Đấy, thì các bạn nhớ chúng ta xem ở, nếu mà ở đây bạn xem số dư 131 thì không thể kiểm tra được đâu, các bạn sẽ phải xem cụ thể ở khách hàng nào. Thì chúng ta sẽ thông qua cái bảng tổng hợp nhé, các bạn đến menu này, các bạn bấm vào sổ tổng hợp các tài khoản. Đấy, tôi gõ vào đây tài khoản 131 enter. Lúc này chương trình sẽ hiện lên là cụ thể cái công nợ này là của các khách hàng nào. Thì bạn nhìn thấy ở đây doanh nghiệp này chỉ có một khách hàng thôi, công ty Cao Tài Phát. Được chưa? À, số dư cuối kỳ đây 32 triệu 560. Đấy, thì chúng ta biết rồi, cuối kỳ chúng ta hay có cái thao tác gì nhỉ? Rà soát kiểm tra công nợ rồi đối chiếu công nợ. Đấy, các bạn phải ra đấy, từng khách hàng từng nhà cung cấp một. Cái này có khi không phải riêng kế toán đâu, cả hệ thống đấy, đúng không? Từ người quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cũng quan tâm công nợ này, đội kinh doanh bán hàng này, kế toán này, đấy, để theo dõi. Thế những doanh nghiệp mà có nhiều công nợ thì các bạn biết rồi, những khâu khó khăn này các bạn sẽ cần phải làm gì ạ? Vừa là để chốt công nợ chính xác, vừa là đảm bảo thu năng giao, thì các bạn sẽ làm các biên bản đối chiếu công nợ để gửi cho các khách hàng nhà cung cấp. Đây, tôi lấy một cái mẫu. Đây, các khách hàng nhà cung cấp có số dư chúng ta sẽ làm giúp tôi. Đây, biên bản đối chiếu công nợ nhé, đối chiếu công nợ. Đây, giữa bên mua bên bán, như là công ty Cao Tài Phát còn nợ tôi sẽ ghi vào đây. Số phát sinh 32 triệu 560, cuối kỳ vẫn chưa thanh toán. Đây là hai cái này, chúng ta hai bên cùng đã thống nhất công nợ tại thời điểm 31 tháng 12 là cái này. Đấy, ký xác nhận vào cùng. Vậy là khi các bạn có cái xác nhận của khách hàng rồi thì đảm bảo là cái công nợ chúng ta đã treo là chính xác rồi. Và cái nữa là cái biên bản công nợ cũng là một căn cứ để làm gì nữa. Đấy, để sau này chúng ta có căn cứ thanh toán thu nợ sau này nha. Vậy các bạn nhớ, các doanh nghiệp chúng ta có nhiều khách hàng nhà cung cấp mà có số dư thì các bạn hãy làm các biên bản này nhá, để chúng ta đối chiếu công nợ. Đấy, vậy về đối chiếu công nợ với nhiều doanh nghiệp là khá phức tạp đấy các bạn nhé, nếu có nhiều khách hàng nhà cung cấp. Được chưa? Vậy doanh nghiệp này có một khách hàng đây này, số dư là 32 triệu 560 và đã được đối chiếu công nợ rồi. Được chưa? Tài khoản tiếp theo có số dư nó tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào đầu ra. Cái này thì trong cái bài buổi trước đã hướng dẫn các bạn rồi, sau khi các bạn làm xong nhập phát sinh thuế đầu vào đầu ra rồi, đối bù trừ giữa thuế đầu vào đầu ra rồi thì cái bao giờ các bạn cũng phải kiểm tra này, số dư cuối kỳ này khớp với tờ khai cái khai thuế. Ở đây tài khoản 133 các bạn số dư cuối kỳ là 5864410, các bạn sẽ mở cái tờ khai của quý 4 lên đấy nhá, tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 4 năm 2017 của doanh nghiệp này. Đây, các bạn di chuyển xuống dòng cuối cùng, đây chỉ tiêu đấy, thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ cuối kỳ chuyển kỳ sau đấy, đây chính là số dư. Bạn để ý số dư đây ạ. Đúng chưa? 5864410.
À, vậy là cái số giữa việc kê khai thuế và việc hạch toán là khớp với nhau. Thì bạn nhớ cho tôi là sau này cơ quan thuế và kiểm tra họ cũng yêu cầu ấy thôi. À, đảm bảo cái số liệu các bạn hạch toán trên phần mềm nó khớp so với số liệu tờ khai, không khớp thì doanh nghiệp phải giải trình. Nha, đấy là tài khoản. Vậy là ở đây doanh nghiệp không phải nộp mà còn được khấu trừ, vậy là kế toán sẽ là gì ạ? Tài khoản 133 là còn dư khớp với tờ khai. Thì còn tài khoản 3331 là hết số dư. Đây bạn nhìn này. 3331. Này chúng ta nhìn thấy dư cuối kỳ này là không. Được chưa? Đấy là tài khoản tiếp theo. Một tài khoản nữa các bạn xem có số dư đây, hàng hóa 156 có số dư kỳ. Nhưng tài khoản này cũng là tài khoản mà tương đối kiểm tra tương đối vất vả. Thì cũng giống như quỹ thôi. Đối với phần hàng hóa vật tư thì chúng ta sẽ thấy ở các doanh nghiệp có vị trí riêng quản lý cái này, đó là diện thủ kho. Và chúng ta sẽ cần đối chiếu số liệu giữa kế toán và thủ kho thông qua các cái hình thức là kiểm kê hàng tồn kho. Mặc dù cái kiểm kê này thì chỉ phát hiện được sai sót về mặt số lượng thôi đúng không? Hoặc là nhầm mã hàng này nọ kia. Nhưng cái việc này cũng sẽ kéo theo là giá trị sai theo. Như vậy là các bạn nhớ là đây doanh nghiệp sẽ thông qua các cái biên bản kiểm kê. Ok, để tôi nhắc qua một chút đây, kiểm kê như sau. Này, các bạn sẽ có các cái mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho. À, biên bản kiểm kê như này. Mẫu 05. Thì đây là các doanh nghiệp mà nhiều vật tư hàng hóa họ phải kiểm kê đấy. Kiểm kê. Trên này chúng ta nhìn thấy mình ghi chi tiết từng cái mã hàng hóa vật tư ra này đúng không? Số liệu theo kế toán là bao nhiêu này, số liệu thực tế kiểm kê đếm là bao nhiêu này. À, số kế toán thì các bạn có thể in sẵn ở đây đúng không? Còn số kiểm kê chúng ta thực đếm ở đây. À, chênh lệch này, thiếu này, thừa này, và cả vấn đề về quy cách phẩm chất này. Vậy từ các cái việc kiểm kê này phát hiện được là các sai sót của công tác gì ạ? Kế toán ghi chép sai như nào, hay là thực tế trong quá trình thủ kho hay là bảo vệ có thất thoát gì đấy, bạn kiểm kê ở đây nhé. Đây là cái công tác kiểm kê này cũng là một phần để góp cho cái số liệu kế toán các bạn ở cuối kỳ phần hàng tồn kho được đúng. Đây, vậy các bạn nhớ khi bạn xem một hàng hóa thì các bạn không xem số tổng đâu, chúng ta cũng phải xem ở gì ạ? Báo cáo nhập xuất tồn. Đây nhé, các bạn phải nhìn ở bảng này nhé. Đấy, ví dụ như doanh nghiệp này này. Tổng là 17 triệu 500 cụ thể này, máy điều hòa thứ nhất này. Còn một bộ 9 triệu, LG còn một bộ 8 triệu rưỡi này. Đấy. Là nhiều doanh nghiệp mà chúng ta có nhiều danh mục này là việc kiểm kê là tương đối vất vả đấy. Đấy là tài khoản liên quan đến hàng tồn kho. Nào, tiếp tục các bạn nhìn thấy đây chúng ta sẽ có tài khoản 242 có số dư. Là tài khoản để đối chiếu với gì thì chúng ta biết chi phí trả trước thì cứ hàng tháng các bạn phải lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ đó. Thì chúng ta nhớ số dư này các bạn đối chiếu với tôi bảng phân bổ chi phí trả trước của kỳ cuối cùng. Đây tôi mở bảng phân bổ 242. Đây các bạn nhìn bảng phân bổ 242 của kỳ cuối cùng tháng 12. Bạn chỉ cần đối chiếu tôi số dư với cột giá trị còn lại. Cột giá trị còn lại. Đây các bạn nhìn số tổng. Số tổng đây ạ. Giá trị còn lại 43.74.617. À, đây chính là số dư của 242. Nhìn thử nào. 40 374617. Ok rồi. Thế còn nếu mà số liệu này sai thì có thể là do bảng phân bổ các bạn làm sai này, nghiệp vụ hạch toán 242 hoặc là nghiệp vụ phân bổ các bạn ghi trên bảng nhập liệu bị sai. Thì lúc đấy sẽ phải rà soát của từng tháng nhé để xem chúng ta sai sót ở đâu. Để cho đấy là tài khoản 242 như vậy. Tiếp tục bạn nhìn xuống, cứ tài khoản nào có dư thôi bạn tập trung nhé. Đây, tài khoản nguồn vốn kinh doanh 411. Tài khoản này chắc ít sai sót. Thì bạn chỉ cần đối chiếu thôi cái này với lại cái số vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh thôi đúng không? Đấy, đăng ký kinh doanh. Thì quy định rồi trong vòng 90 ngày doanh nghiệp góp đủ mà. Đấy, hôm nay góp đủ rồi 1 tỷ 8, ok. Tài khoản này tôi nghĩ là ít doanh nghiệp có thể sai. Đấy, tài khoản cuối cùng số dư là tài khoản gì ạ? À? 421 lợi nhuận này. Cái tài khoản này bạn nhìn đây thì không thể kiểm tra đâu vì nó phụ thuộc vào gì ạ? À? Phụ thuộc vào doanh thu chi phí trong kỳ mà. À, vậy sẽ phải kiểm tra các nhóm doanh thu chi phí giá vốn kết quả này mới ra được cùng. Thế các tài khoản nhóm doanh thu chi phí kết quả nào thì ở đây các kênh đối chiếu cái này thì chủ yếu các bạn lại dựa qua các tài khoản nhóm ở trên tài sản nguồn vốn. Nếu các bạn nào mà kiểm tra được các tài khoản nhóm tài sản nguồn vốn khớp rồi thì về cơ bản các nhóm 5, 6, 7, 8, 9 nó sẽ kéo theo rất nhiều luôn. Như bạn nhìn thử này, doanh thu đây chẳng hạn này, doanh thu bán hàng thì chúng ta để ý xem này, cái nghiệp vụ doanh thu bán hàng bạn ghi như nào nhỉ? Là nghiệp vụ doanh thu bán hàng
thì các bạn để ý đây, khi các bạn bán hàng chúng ta ghi tôi hướng dẫn luôn chuyện này cho nhanh. Khi các bạn hạch toán ở đây thì cái doanh thu bao giờ nó cũng đi cùng với tiền thuế đúng không? Đấy, mà chúng ta đã đối chiếu gì ạ? À? Đối chiếu tài khoản thuế rồi đây. Đấy. Đối chiếu với tài khoản thuế 331 rồi. Cái doanh thu này thực ra thì các bạn đối chiếu chúng ta biết rồi. Doanh nghiệp còn lập cả cái bảng kê hóa đơn đây, bảng kê hóa đơn phần thuế giá trị gia tăng đấy. Đây, tôi mở này các bạn dễ nhìn hơn. Đấy, chúng ta thấy đây bảng kê bán ra. Đó. Thì phải khi các bạn bán hàng thì chúng ta thấy này đã đối chiếu luôn cả gì rồi, tiền thuế này, đối chiếu và doanh thu rồi này. Vậy nếu mà các bạn đối chiếu thuế đúng rồi là đương nhiên là tiền thuế đúng này, doanh thu đúng theo này, đúng chưa? Đấy là tài khoản doanh thu nhá, là đối chiếu ngay khi các bạn đối chiếu thuế đầu vào đầu ra nhé, các bạn kiểm tra lên cùng. Thế ví dụ tài khoản tiếp theo, tài khoản doanh thu tài chính chẳng hạn, 515. 515 như doanh nghiệp này thì chủ yếu các bạn xem là nghiệp vụ gì ạ? À? Đây, như tôi xem thử nghiệp vụ này, 515 lãi ngân hàng thôi. Lãi ngân hàng thì bạn yên tâm là gì ạ? À? Nếu bạn mà đối chiếu tài khoản 112 rồi này, 112 đúng thì đương nhiên là các khoản lãi này hạch toán 515 cũng đúng thôi. Đó, như là cũng không phải quan tâm, đúng chưa? Như vậy là đấy là một trong vài các ví dụ thôi. À, vậy là các bạn kiểm tra các tài khoản nhóm 1, 2, 3, 4 mà cân khớp rồi thì sẽ kéo theo các nhóm tài khoản, nhóm doanh thu, chi phí, giá vốn sẽ kéo theo cùng. Đấy, hoặc ví dụ đây các tài khoản chi phí đấy bạn biết rồi, còn hạch toán 642 thì nó liên quan đến thuế này, như là hóa đơn viễn thông tiền điện này, thì thuế đúng này, chi phí đúng theo này, đấy, một số cái này. Đấy, trên đây là hướng dẫn các bạn cái cơ bản nhất thôi của doanh nghiệp. Thì trong khuôn khổ ở đây thì chưa cho phép tôi trình bày chi tiết của từng tài khoản chỉ tiêu một. Đây ở mức đơn giản để các bạn có thể hình dung được ra là cái công tác kiểm tra rà soát đối chiếu số liệu vào cuối kỳ như nào. Cũng như tôi nói ban đầu rồi, bạn đừng kỳ vọng có thể ngồi trong chốc lát kiểm tra được số liệu đúng luôn. Đây tôi chỉ hướng dẫn cơ bản, những cái cơ bản nhất để bạn có thể kiểm tra, ít nhất là các bạn có thể tự tin mình tự làm xong và tự kiểm tra các số liệu kế toán của chính mình ra. Hy vọng rằng sau này có thể có thêm các cái dữ liệu kế toán của các doanh nghiệp phức tạp hơn thì tôi sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo để kiểm tra rà soát dữ liệu của các doanh nghiệp mà có nhiều tài khoản, nhiều phát sinh hơn nữa. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.